Chào thầy và các bạn, hôm nay mình sẽ trình bày về mô hình BC 18F4550 điều khiển mô đun 4 led 7 đoạn với nút nhấn ma trận, và điều khiển khi nhấn nút chúng ta sẽ khi nhấn nút thì các số sẽ hiện bên phải và lần lượt dịch sang bên trái với nút nhấn ma trận. Chúng ta sẽ sử dụng con IC nhớ 74HC138 để IC giải mã 74HC138 để giải mã bằng phím ma trận, và IC chốt 74HC573 và 4 con IC điều khiển led 7 đoạn. Đây là mô hình điều khiển 4 led 7 đoạn. Và sẽ để ba bên code để viết cho nó dịch. Anh ta sẽ khai báo thư viện, viết thẳng khai báo thư viện. Đây là khai báo biến MB và yến y mọi 234, và cái biến y này sẽ với 16 bit, và sẽ khai báo thư viện, khai báo của chương trình chính là khai báo bọt cho IC chốt này, chương trình IC chốt, và khai báo là với là ta sẽ có y y một sẽ bằng y hai bằng y ba bằng y bốn bằng không bf. Cái bf này là nó hiển thị một dấu gạch ngang khi mà mình với bf nè. Đây khi ta sử dụng là con led A nói chung, và nó sẽ hiển thị chứ không phải sẽ hiển thị dấu gạch ngang khi bắt đầu chạy chương trình. Và đó là sức đúng led, sức đúng led 7 đoạn, đúng số đúng. Qua chu dùng một lần ít, nếu ít ít mà cái biến này là nó không bằng hết là không 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 mà không không mà không khi nhấn nút á không bằng không mà không là không là không hiển thị gì hết thì nó sẽ khai báo bằng tiếng tiếng là tiếng tiếng gì MB thì bằng là case K4 ngang 4 tính thì có thể là khai báo là y này nó bằng với mã bi động này. Biến là MP
số cuối cùng, số bên phải, số cuối cùng bên phải sẽ bằng là bảy đoạn tiếng MP. Tôi vậy cho nó đây mình có cái gì này apply và mình sẽ có phải nó đúng không, đúng chương trình đúng nhé, và mình sẽ qua bên phần cứng và cái mô phỏng để tập rửa hết. Ok, mình sẽ bắt đầu. Đây nó sẽ hiển thị lên bốn dấu gạch ngang, cái gãy là không cho BF á, là nó sẽ hiển thị bốn dấu gạch ngang trên con LED. Và tôi sẽ bắt đầu, tôi sẽ nhấn số 2 để nhấn số 2 nó sẽ số 2 số 0 thì nó sẽ dịch qua sang từ phải sang trái. Rồi, bấm số 1 đây, bấm số 8 nha. À, nó sẽ hiển thị dịch phải sang trái, phải sang trái từ phải sang trái, mình sẽ bấm một phím nữa thôi, để bấm số 8 đây, số 8 nó sẽ dịch phải sang trái, dịch qua, dịch qua. Vâng, bài trình bày của mình của em tới đây xin là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã